Tiếp này. Sau cái đoạn Peter kể là Peter đã hỏi cô Ruth và cô trả lời là chúng ta sẽ biết sớm thôi. Em đã hỏi cô ấy ư? Roberta hỏi cô. Roberta nói với một cái thái độ là khinh bỉ. Đúng thế, em đã hỏi, Peter đáp một cách giận dữ. Thì nếu mà chị có thể đi ngủ mà không quan tâm xem mẹ lo lắng như thế nào, mà không quan tâm đến việc là mẹ có lo lắng hay là không, em thì không thể. Vậy đó, nhưng mà Roberta nói là chị không nghĩ là chúng ta phải hỏi cái người giúp việc cái thứ mà mẹ không không kể cho chúng ta. Tức là khi mà mẹ đã không muốn kể rồi thì cũng không nên hỏi giúp việc. Phải rồi, phải rồi, Miss Goody Goody, kiểu một cái câu nói về họ thân thiện gì đấy. Peter nói lại kiểu kiểu bảo Peter bảo chị là bắt đầu giảng đạo đấy. Tôi không tôi à, chị không 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 phải là Woody. Em không phải là Woody, cô bé Philip đáp. Nhưng mà em nghĩ là lần này thì Bobby đúng. Phải rồi, chị ấy thì luôn luôn như thế, luôn giữ cái ý kiến của mình, của riêng mình, Peter nói. Ồ không, Roberta thì kiểu đã khóc và đặt cái thìa trứng xuống. Đừng em đừng đối xử với nhau tệ như thế được không? Chị chắc là sẽ có chị chắc là có một vài cái điều thảm khốc gì đó đang có diễn ra. Đừng có làm nó tồi tệ hơn nữa. Ai là người bắt đầu? Tôi ai ai là người bắt đầu? Em muốn biết à? Peter hỏi. Peter nói kiểu kiểu giọng nó gắt gỏng. Roberta đã cố gắng trả lời là chị bắt đầu. Nhưng đấy kiểu như, đấy thấy chưa? Peter nói với cái giọng đắc thắng. Nhưng mà trước khi mà anh ấy đi học thì anh ấy đã đập vào cái vai của chị gái và bảo với cô ấy là kiểu vui lên. Những đứa trẻ thì trở về nhà vào cái lúc 1 giờ 1 giờ của tối 1 giờ của tối hay là trước 1 giờ trước bữa tối, em không chắc lắm. Nhưng mẹ thì vẫn chưa về và cô ấy đã không ở đây và cô ấy không ở đây vào cái giờ uống trà ấy, cái thời gian uống trà, cái thời gian thư giãn ấy. Gần như là 7 trước khi mà cô ấy đến này, gần 7 giờ. Lúc mà gần 7 giờ trước khi mà cô ấy đến thì trông rất là
ốm yếu và mệt mỏi. Cái mà những cái đứa trẻ cảm thấy là họ không không thể hỏi mẹ thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, là khi mà nhìn thấy mẹ đã rất mệt mỏi rồi nên là không muốn hỏi mẹ thêm nữa. Cô ấy đã ngồi thụp xuống cái ghế bẹ ghế bành. Philip thì đưa một cái đưa Philip à, cầm Philip cầm cầm cái móc, những cái móc móc treo cái mũ của cô ấy lên, trong khi thì Roberta thì tháo cái găng tay của cô ấy ra, và Peter thì tháo cái đôi giày mà cô ấy đang đi, và kiểu là và đi vào cho cô ấy một cái đôi dép đi trong nhà ấy, nhẹ ấy. Sau sau khi mà cô ấy được đưa cho một cái cốc trà, và sau khi mà cô ấy được đưa cho cốc trà và Roberta đã đặt kiểu như là đã sức sức lên một ít nước hoa với cái tinh dầu nhẹ vào cái bờ lên 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 cái lên đầu của cô ấy, cái mà kiểu đang bị đau ấy, thì người mẹ nói là bây giờ thì các con yêu của mẹ, my darling, mà các con yêu của mẹ, mẹ muốn kể cho con một số thứ, những người đàn ông hôm trước ấy, những người trong của buổi tối hôm trước thì đã mang một cái tin xấu, và bố con sẽ rời khỏi nhà trong vòng một thời gian, sẽ đi xa trong một thời gian. Mẹ đang rất là lo lắng về điều đó, và mẹ muốn con sẽ giúp mẹ. Mẹ muốn tất cả con sẽ giúp mẹ và không làm mọi thứ và không làm mọi thứ và không làm cái điều gì mà làm khó cho mẹ hơn. Như là nếu chúng ta sẽ, Roberta nói, cái tầm bàn à, cái tay của mẹ thì ôm lấy mắt của ấy, con có thể giúp mẹ rất là nhiều, người mẹ nói rất là tốt và hạnh phúc, và không không cái này không cái từ này, khi mà mẹ tức là chắc là không không làm quấy rầy hoặc làm việc không nghịch ngợm, khi mà mẹ không ở nhà, Roberta và Peter thì đã đổi lấy cái beauty glance cho